Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Princess Lifestyle 1-800-990-8319. Trở lại với phần tin tức của cà phê sáng ngày hôm nay tôi với quý vị thì hôm nay chờ tờ OC Register có một bản tin là công ty chiếu phim Cine đã quyết định đóng cửa một vài những cái chi nhánh chiếu phim những cái rạp chiếu phim của họ. Đặc biệt báo ngày hôm nay nói tới cái hệ thống chiếu phim Regal, Regal Cinema. À, họ đóng cửa ở ba nơi đó là Anaheim Hills, Irvine và Calabasas. À, có nhiều lý do để mà họ đóng cửa những cái hệ thống chi nhánh chiếu phim của họ là tại vì sự cạnh tranh từ những cái rạp chiếu phim khác là một thứ hai nữa thì họ đang cố gắng để mà ổn định lại những cái tài sản của họ cũng như là về vấn đề không có phải khai phá sản khi mà trong những cái lần mà báo cáo vấn đề lợi nhuận đó lúc nào cũng bị yếu kém hết và họ nói rằng là phải tổ chức lại cái hệ thống của mình để mà tiết kiệm tiền nhiều hơn những chỗ nào mà chiếu phim không có nhiều người tới xem đó thì coi như chỗ đó không phải là cái nơi để mà mở ra những đạp chiếu phim đồng thời báo hôm nay cũng cho biết rằng là càng ngày người ta càng coi phim nhiều hơn ở trên những cái hệ thống mạng thí dụ như là Netflix nè Hulu nè Amazon Prime nè Amazon Video gì đó hay là YouTube họ coi trên đó không à chứ là họ không có tới rạp để coi nữa cho nên mặc dù cái phim đó được chiếu ra ở ngoài rạp nhưng mà chờ một tháng hoặc hai, hai tháng sau là phim đó lại có ở trên Amazon rồi hay là trên Netflix rồi thì họ cũng ngồi nhà họ coi phim được họ không cần phải tới tiệm tới tới rạp nữa và những cái uh, tin này đó thì uh, mặc dù là ngày hôm đầu tháng chín uh, nước Mỹ có một cái ngày nó gọi là Cinema Day nhiều rạp chiếu phim bán vé ngày hôm đó chỉ có 3 đô la một vé thôi và bắp rang này kia đó cũng chỉ có 5 đô la với một ly nước nhưng mà cũng không kéo lại được cái số người mà đi coi. Sau cái thời đại dịch thì nhiều người nói rằng là vô trong rạp chiếu phim cũng thấy hơi nguy hiểm cho nên họ nói rằng thôi chờ cái phim này nó phim mới nè, chờ nó ra đi rồi từ từ mình coi ở nhà cũng được nữa thế thì ngày hôm nay thì uh, Regal Cinema à, đóng cửa ba nơi đó là Anaheim Hill nằm ở trên đường Santa Ana Canyon Road ở, ở Irvine thì là West Park số 8 và Calabasas Stadium ở trên đường Commons Way ở ngay tại Calabasas à, thế thì à, chúng ta thấy rõ ràng là à, cái công ty à, chiếu phim World này là chủ sở hữu của Regal Cinema lỗ vào năm 2020 là 2.7 tỷ đô, 566 triệu vào năm 2021. Và bây giờ thì họ tái cái, cái, cơ cấu lại cái hệ thống của họ, hy vọng rằng sẽ tiết kiệm được tiền cũng như là trả lại được nợ và những cái tiền lời đang phải đóng cho nhà băng vân vân Thì uh, công ty này lớn lắm, Cineworld uh, lại mua lại công ty Regal Entertainment Group hay bây giờ có tên mới là Regal Cinema đó từ năm 2018 với cái giá là 3.6 tỷ đô la. Đây là cái công ty chiếu phim lớn thứ nhì ở trên thế giới với hơn 500 rạp ở toàn nước Mỹ. Thưa quý vị, sau 20 tiếng đồng hồ thảo luận liên tục không nghỉ, không nghỉ thì đại diện cho công đoàn xe lửa tại nước Mỹ dưới giới chủ nhân cũng như là chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã đạt được một cái thỏa thuận rất vui cho Hoa Kỳ một cái tóm tắt nếu như uh, cho tới tối ngày hôm nay mà thỏa thuận nó không đạt được thì sáng ngày mai chúng ta thức dậy sẽ thấy rằng lại khó khăn nữa hàng hóa sẽ tiếp tục gia tăng hàng hóa sẽ khan hiếm đủ mọi thứ bởi vì thưa quý vị cái hệ thống xe lửa chuyên chở hàng hóa của nước mỹ đó họ một ngày đó họ có thể chuyên chở tới 40% tổng số hàng cho 50 mươi tiểu bang Thành thử ra nếu mà bị đình công với cái sự tham dự của 7.000 chiếc xe lửa và nhân viên đấy thì một ngày nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại 2 tỷ Mỹ Kim mỗi một ngày. 20 tiếng đồng hồ vừa qua, đại diện của chính phủ Joe Biden, nghiệp đoàn và những cái người mà có trách nhiệm trong cái hệ thống xe lửa thảo luận từng chi tiết với nhau rồi họ đạt được một cái thương lượng thỏa thuận đầu tiên tức là tạm thời tăng tới 24% lương cho nhân viên. Và sẽ còn tiếp tục thảo luận nữa để có thể đạt được một cái thỏa thuận lâu dài hơn. Ngày hôm qua thì tổng thống Joe Biden chiều tối ông nói rằng đây là một cái chiến thắng bởi vì nếu không đó thì chúng ta sẽ bị khó khăn về mặt kinh tế, đó là về kinh tế của nước Mỹ. Còn đối với cái vụ đối đầu hồ sơ giữa phía bên Bộ Tư pháp và cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thì sau 3 4 tuần lễ không đồng ý được với nhau ngày hôm qua thẩm phán liên bang tại Florida đó là bà Eileen Cannon đã quyết định bổ nhiệm thẩm phán Raymond Derry trở thành special master chúng tôi phải tạm dịch cái chữ nó hơi dài dòng một chút tức là một người trung gian thứ ba không theo phía nào cả đứng ra duyệt xét tất cả những cái số hồ sơ mà FBI đã tịch thâu được nhà của ông uh, Donald Trump vào hôm mùng 8 tháng 8 vừa qua. Trong đó có 11.000 hồ sơ, trong có hồ sơ mật, hồ sơ đã giải mật, nhiều vấn đề lắm. Thì thưa quý vị, thẩm phán uh, Derry đó uh, là người do phía ông Donald Trump đề nghị, nhưng mà lại được Bộ Tư pháp không chống đối. Không chống đối chứ không nghĩa là, là, là ủng hộ. Đó là một cái thuật ngữ về mặt chính trị. Chúng tôi không chống đối anh nhưng mà tôi cũng không, không ủng hộ Đó. là ra đủ rồi Thì tránh án thẩm phán Canon đã bổ nhiệm ông Derry Ông Derry là ai? Thưa quý vị thẩm phán Derry đó là do Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm Cái lúc mà ông Derry được 41 tuổi Ông phụ trách cái tòa liên bang tại New York ở năm 1986 và cái vấn đề đó là phía bên uh, bộ tư pháp họ nói họ không phản đối cái việc mà bổ nhiệm thẩm phán derry làm special master nhưng mà họ sẽ phản đối chuyện này tức là phía bên bộ tư pháp nói rằng vẫn muốn được tiến hành cái việc xem xét toàn bộ những hồ sơ tịch thâu được tại nhà ông donald trump để mà tiếp tục điều tra thì bà thẩm phán canon bà nói là không phải ngưng tất cả những cái việc xem xét hồ sơ đó lại cho tới ngày 20 tây tháng 11. Thì Bộ Tư pháp sẽ đối đầu với bà thẩm phán Canon này về cái thời hạn. Tại sao là 20 tháng 11 sau ngày bầu cử? bây giờ mình khoan nó bầu cử đó. phía bên Bộ Tư pháp chỉ đưa ra một lập luận thế này thôi, bây giờ là tháng 9. Và chúng ta vẫn có thể tiến hành cuộc điều cuộc tiếp tục điều tra bởi vì trong đó có nhiều hồ sơ liên quan đến hạt nhân, hồ sơ liên quan đến vấn đề nguyên tử của một nước khác những cái lá thư liên quan đến ông tổng thống Emmanuel Macron chẳng hạn thì bây giờ họ bảo là nếu mà chúng ta để lâu thì cứ cứ châu hóa buồn nhưng mà phía bên bạc bà Canada bà nói không ngày 20 mươi tháng 10 11 chứ 11. thì bây giờ bộ tư pháp sẽ đưa vấn đề này lên tòa cao hơn và 20 tháng 11 là tại sao? Bởi vì sau ngày bầu cử như anh nói Nhưng mà nó có vấn đề này Là phía bên ông Trump đó mới đây khi mà ông trả lời một cuộc phỏng vấn của một cái đài truyền hệ một cái đài radio được tiếng là rất là bảo thủ ông kêu gọi rằng nếu mà cái tình hình này kéo dài của điều tra của ông đó thì người dân Mỹ sẽ đứng về phía ông để không chấp nhận và chúng ta không biết được đất nước này sẽ ra sao có những chuyện nó kinh khủng sẽ xảy ra đó là cách nói của ông Trump và chúng ta phải hiểu rằng đó là một cái lời gần như là như cái vụ ngày mùng 6 tháng riêng năm 2021 đó, khi ông đứng ở trước tòa bạch ốc và ông bảo rằng nếu mà quý vị không chiến đấu một cách mãnh liệt fighting like a hell quý vị không chiến đấu hết lòng mình đó thì quý vị sẽ không lấy được lại quốc gia vân vân nên nó xảy ra cái vụ bạo loạn bây giờ người ta nghĩ rằng những lời tuyên bố đó của ông donald trump dù là về mặt luật pháp thì không có gì sai cả nhưng mà có một cái ẩn ý rằng nếu mà tôi bị truy tố thì nước mỹ sẽ như thế này hoặc là như thế kia phải nói rằng ở các nhà quan sát gọi là nhìn nước mỹ từ bên ngoài đó họ nói nước mỹ bây giờ có nhiều vấn đề quá vâng à, và còn nhiều vấn đề nữa sẽ được nói trong phần cà phê sáng phần thứ tư ngay sau một vài thông tin bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay